trai thiệt lành nhất thế gian, anh trai tuyệt vời nhất thế gian. Lại ngơi, lại ngơi, anh trai yêu quý. Yêu quái chứ yêu quý gì, bớt tự sướng đi. Ông trời thật bất công khi cho tôi một thằng anh. Phiền toái. Dạ đi chú bé ơi, trời sáng rồi. Mùi vẫn nghe được mùi đúng không em trai? Đời này á không có nghiệp nào nặng mà khẩu nghiệp đâu gì. Lâm ơi, về nhà vợ hỏi em ơi. Xảo trá. Mày kệ nè, mối mòn. Cái đèn nè, mở không lên luôn. Mỗi rèm nè, cái mục nát là như vậy cũng không thay luôn. Bảo lực. Ủa mày gọi anh hai mày chết hả? Hả? Không làm gì vậy, dừng lại. Mày cởi quần cho tôi mặc đi. Tao không mặc quần xì. Sao đi tắm biển mà không mặc quần xì? Sao mày không mặc? Tao lao thì